Chiều ngày 21 tháng 3, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trưa nay người dân phát hiện lửa bùng cháy ở khu đất trống trong khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Do khu đất này rộng hàng nghìn mét vuông với cây cối, cỏ dại mọc tùm, cộng thời tiết hanh khô nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Chỉ ít phút, ngọn lửa lan rộng ra khu vực, uy hiếp đường dây điện cao thế phía trên và dãy nhà trọ hàng chục căn của người dân. Khói mù mịt bao trùm cả khu vực gây hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông trên quốc lộ 1. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân cùng lực lượng chữa cháy khu công nghiệp Tân Bình có mặt chữa cháy. Hơn 1 giờ sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Chiều ngày 21 tháng 3, giá xăng dầu bán lẻ ở thị trường nội địa đã được liên bộ điều chỉnh giảm xuống rất mạnh. Có mặt hàng giảm tới hơn 1.200 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 còn 22.022 đồng một lít, giảm 784 đồng một lít. Xăng RON 95-3 còn 23.038 đồng một lít, giảm 780 đồng một lít. Dầu diesel hiện có giá bán là 19.302 đồng một lít, giảm 1.200 đồng một lít. Dầu hỏa còn 19.462 đồng một lít, giảm 1.253 đồng một lít. Dầu ma dút 180 CST 3.5S còn 14.479 đồng một kg, giảm 800 đồng một kg. Chiều ngày 21 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện trở lại tình trạng ùn ứ phương tiện kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, dẫn tới khả năng đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện đã giảm xuống, đồng thời tăng áp lực kiểm định phương tiện đối với các trung tâm đăng kiểm còn đang hoạt động. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 10 trên 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, với 23 chuyền kiểm định và 93 đăng kiểm viên, năng lực phục vụ là 1.410 lượt xe một ngày. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét có ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan, phối hợp khẩn trương hoàn thành việc giải quyết hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại khu đất số 118 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, làm cơ sở để công ty này ký gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng nhà xưởng với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V, tạo điều kiện tổ chức lại hoạt động kiểm định xe cơ giới cho trung tâm, góp phần giảm bớt tình trạng ùn tắc kiểm định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 3, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giam đối tượng Nguyễn Chí Trung, 36 tuổi, trú thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cơ quan Điều tra Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp thông tin về vụ việc cơ quan này phát hiện một tài khoản đăng tải và lưu trữ hình ảnh có nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Chí Trung là người sử dụng tài khoản này. Cụ thể, cuối năm 2022, Nguyễn Chí Trung đã dùng điện thoại của mình quay và lưu lại cảnh bản thân xâm hại tình dục một bé gái sinh năm 2014. Qua làm việc với cơ quan công an, Trung đã thừa nhận hành vi nêu trên và vụ án đang được công an điều tra làm rõ. Ngày 21 tháng 3, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Chí Tâm, 35 tuổi, quê Đồng Tháp, để điều tra làm rõ các hành vi hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, Tâm và chị S, 36 tuổi, từng có quan hệ tình cảm nhưng do mâu thuẫn nên chị này đề nghị chia tay. Đến ngày 20 tháng 3, Tâm tìm đến tiệm spa của chị S ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một khống chế, ép quan hệ tình dục, rồi yêu cầu chị S phải chuyển 300 triệu đồng để làm ăn. Nhưng chị này nói không có tiền và chỉ chuyển 10 triệu đồng, dẫn đến mâu thuẫn. Đối tượng đã dùng hung khí khống chế nạn nhân và cố thủ bên trong nhà. Sau khoảng 8 tiếng đồng hồ vận động thuyết phục nhưng Tâm vẫn ngoan cố không đồng ý ra đầu thú. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương khống chế bắt giữ Tâm và giải cứu chị S an toàn. Chiều ngày 21 tháng 3, thầy Tạ Văn Anh, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Phú Ngọc B, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán thông tin, hai học sinh lớp 5 của trường trả lại số tiền vàng trị giá hơn 100 triệu đồng cho người đánh rơi. Hai em học sinh có hành động đẹp trên là Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ.
cùng học lớp năm 2. Vào buổi sáng cùng ngày, Trâm và Kỳ lên lớp học thì nhặt được giỏ sách trong khuôn viên trường. Bên trong có tiền mặt nữ trang, nên đã mang giỏ sách này giao cho thầy anh. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bà A, ngụ ấp 1, xã Phú Ngọc, là phụ huynh học sinh của trường đã liên hệ nhận lại tài sản. Đại diện nhà trường cho biết thêm, hai em học sinh Trâm và Kỳ là người thật thà hòa đồng và thường xuyên tham gia các phong trào của trường. Trong đó, gia cảnh em Kỳ tương đối khó khăn. Chiều ngày 21 tháng 3, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng phòng hộ giáp ranh xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn và xã Canh Liên, huyện Vân Canh, cùng tỉnh Bình Định. Theo thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh về hàng loạt cây rừng cổ thụ bị xẻ thịt giữa rừng phòng hộ, đăng ngày 20 và ngày 21 tháng 3, qua đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với huyện Tây Sơn và huyện Vân Canh, khẩn trương tiến hành điều tra xử lý vụ việc, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 27 tháng 3. Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, qua nhận định ban đầu, các đối tượng khai thác gỗ rừng trái phép là người dân ở địa bàn huyện Tây Sơn.